Bên cạnh việc sử dụng các mẫu váy cưới của Chung Thanh Phong cho tiệc đám hỏi tại Sóc Trăng, Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân cũng nhờ ekip của nhà thiết kế nổi tiếng giúp mình thực hiện bộ ảnh cưới. Vương miện lóng lánh đá quý được phối hợp cùng kiểu trang điểm nhẹ nhàng giúp Kỳ Hân trở nên xinh tươi hơn qua từng khung hình. Đi theo đó là các mẫu váy cưới được thiết kế trên chất liệu ren đối xứng, chất liệu hot nhất của mùa cưới năm nay. Hình ảnh của Kỳ Hân chuyển từ xinh xắn đáng yêu với váy cưới 2 dây đến nét sang trọng và quyến rũ cùng váy đuôi cá kết hợp vải hoa ren xuyên thấu. Người đẹp bỗng trở thành bà hoàng khi khoác lên mình mẫu váy cưới cúp ngực được dựng phom tùng xòe rộng lớn. Kiểu tóc búi thanh nhã được tô điểm bằng mẫu vương miện chiếu sáng. Cả ba mẫu trang phục đều được Chung Thanh Phong chăm chút tỉ mỉ cho từng đường nét, nhằm giúp cô dâu có được nét gợi cảm và tinh tế. Sánh đôi bên Kỳ Hân là vẻ lịch lãm của Mạc Hồng Quân. Veston đen là trang phục được nhà thiết kế chuẩn bị cho chân suốt của Thang Quảng Ninh. Bên cạnh phong dáng chuẩn mực của những kiểu trang phục cưới dành cho chú rể theo phong cách Tây Âu, áo vest còn được phối hợp một cách khéo léo các chất liệu cao cấp cùng vải da đầy ấn tượng. Sự chăm chút về trang phục, trang điểm và xây dựng ý tưởng lãng mạn giúp bộ ảnh kỷ niệm của Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân trở nên lung linh hơn. Dự kiến sau lễ ăn hỏi được tổ chức khá hoành tráng tại Sóc Trăng, tiệc mừng sẽ được tổ chức tại Sài Gòn vào ngày 26 tháng 6 tới đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.